Tiến sĩ 47 tuổi trúng cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 10, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề. Tại kỳ họp, các đại biểu đã triển khai công tác nhân sự theo thẩm quyền, bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ông Bùi Xuân Cường, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu ứng cử chức danh này. Kết quả, với đa số phiếu tán thành, Hội đồng Nhân dân Thành phố nhất trí bầu ông Bùi Xuân Cường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bùi Xuân Cường, sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn, tiến sĩ xây dựng công trình, kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị. Ông Bùi Xuân Cường từng kinh qua các vị trí như phó và trưởng phòng phòng quản lý giao thông, sau này tách ra thành phòng quản lý xây dựng công trình giao thông và phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.